Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hệ thống âm thanh hai đường tiếng là gì, hệ thống âm thanh ba đường tiếng là gì và sự khác biệt giữa hai hệ thống âm thanh này nha các bạn. Thì tại sao người ta lại phân tách hệ thống âm thanh hai đường tiếng và ba đường tiếng? Thì đầu tiên mình cần quan tâm đến cái tai của con người mình. Tai của con người mình có thể nghe được một cái dải tần âm thanh từ 20 Hz cho tới 20.000 Hz nha các bạn. Đó. Có nghĩa là đây là dải tần mà tai mình có thể cảm nhận được đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ chia cái dải tần này ra nha. Đầu tiên, dải tần cao nhất đó là chép, đây là loa chép thể hiện. Dải tần tiếp theo là loa mid. Dải tần thứ ba đó là loa bass. Và lại tần cuối cùng là subwoofer. Đó. Vậy thì về mặt cấu trúc thì mình sẽ chia tạm thời ra như thế này. Vậy thì bây giờ mình nói cho các bạn biết là hệ thống âm thanh ba đường tiếng là gì. Đây là hệ thống âm thanh ba đường tiếng nha. Subwoofer là mình tính riêng nha. Ba đường tiếng là phía trên nè, chép, mid, bass. Đây là hệ thống âm thanh ba đường tiếng nè, một hai ba. Vậy là chúng ta cần phải có ba cái loa, bao gồm là một là loa chép, hai là loa mid và loa bass, hệ thống ba đường tiếng để thể hiện. Một cái loa này nó thể hiện một cái dải tần này, một cái loa này nó thể hiện một cái dải tần này. Thông thường chúng ta hay bị nhầm lẫn cái loa bass và loa subwoofer này nha các bạn. Hai cái loa này hoàn toàn khác nhau nha. Subwoofer là nó chỉ đánh cái tần số tầm khoảng từ 20 Hz cho tới xấp xỉ tầm khoảng 100 Hz thôi. Tức là siêu trầm, âm thanh siêu trầm. Còn cái này là bass khác nha. Vậy thì được âm thanh hai đường tiếng là gì? Âm thanh hai đường tiếng thì họ sẽ gộp, thông thường sẽ gộp hai cái này với nhau nữa các bạn. Nó sẽ tạo ra âm thanh và nó sẽ xài một cái loa người ta gọi là loa mid bass. Mid bass tức là gộp hai cái này chung lại với nhau, nó là mid bass và nó có một cái loa test. Vậy thì đây là hệ thống âm thanh hai đường tiếng nè, một đường tiếng, hai đường tiếng, hai đường tiếng. Ok nhỉ. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ phân biệt rất là rõ nè, đây là hệ thống âm thanh ba đường tiếng và đây là hệ thống âm thanh hai đường tiếng. Đây là về mặt cấu trúc. Còn về mặt chất lượng âm thanh thì các bạn nhìn đây, các bạn có phân biệt được là cái bộ nào nó sẽ là hay hơn không? Đây là hai quay nè, hai quay chính là hai đường tiếng mà ba quay là ba đường tiếng, đó cái cách người ta gọi đó. Nhìn đây là các bạn biết được cái nào hay hơn không? Chắc chắn là bộ ba quay nó sẽ hay hơn rồi, tại vì ba quay nó sẽ đánh tách bạch, mỗi loa nó có một cái nhiệm vụ, nó đánh một cái dải tần riêng đó. Thì khi mình nghe cái âm thanh nó sẽ sắc sảo hơn rất là nhiều. Đây, còn đối âm thanh hai đường tiếng thì nó gộp mid bass lại chung với nhau nên cái tiếng nó sẽ nó không có trong trẻo tách bạch ra. Nên các bạn nhìn đây, hệ thống ba quay nó sẽ đánh hay hơn rất là nhiều. Thứ hai, về mặt giá thành, cái này tốn tiền mua hai cái loa, cái này tốn tiền mua ba cái loa, thì chỉ ba cái loa nó mắc tiền hơn rồi, ba cái loa nó mắc tiền hơn. Và đặc biệt nữa là gì, mình muốn đưa cái loa mid, thông thường là trên xe là hai quay à, mình muốn nâng cấp lên cái hệ thống ba quay thì mình phải kiếm chỗ mình nhét cái loa mid này vô nữa, nhét cái loa mid này vô nữa, nên mình phải tốn một cái chi phí nữa là chi phí làm cột A đó. Thông thường các bạn để ý trên cái cột A của cái xe, người ta phải đưa hai cái loa lên đó. Thứ nhất là tìm cái chỗ để nhét cái mid này vô, thứ hai là vừa trang trí trên xe luôn, nên sẽ tốn tiền công làm cái cột A nữa. Nên để độ một cái hệ thống âm thanh ba quay tốn tiền hơn rất là nhiều so với một hệ thống âm thanh hai quay nha các bạn. Đây là sự khác biệt về hệ thống âm thanh hai quay và ba quay. Đó, các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể lên website abkk.vn hoặc gọi điện đến số hotline 1900 25 25 26 để có dịch vụ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.